Ông nào mắt dài, mơ quá dài. Ôi chưa giúp bạn đừng nói chuyện. Rồi. Rồi anh Lộc quay qua phanh tay hứa mẹ tôi mới tới. Đúng rồi đó. Dạ, thưa mẹ con mới tới. Cảm ơn ghê. Dạ. Giỏi, anh giỏi. Anh giỏi mẹ vợ được không? Không phải được. Mẹ vợ cảm nhận là mẹ thấy thích anh rồi đó. Nhưng mà anh dở anh nói với anh thương mơ như thế nào nè? Thì thấy mơ thì thấy tánh tình cũng hiền lương nhân hậu. Nhìn chú mẹ nè. Thấy mơ thì cũng tánh tình rộng rãi, hiền lương nhân hậu. Nữ thấy từ cái chỗ đó con thấy bộ thấy bà quát rồi con thấy con thương. Đó. Phanh tay là đàng hoàng đó. Đó. Mẹ lớn mà thôi. Rồi bà thấy làm sao? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Đó. Tuổi gì đó. Năm nay nhiêu tuổi? Nhiêu? Bốn mấy? Chắc bốn mấy à. Bốn mấy thì được. Quên tuổi rồi. Quên tuổi rồi. Quên số quân. Gặp mẹ vợ. Rồi. Mất cỡ. Ông mơ năm nay 40 đó, Tết này 40 nè. Bốn mấy. Cái tuổi chủ. Bốn mấy rồi. Ngày tuổi rồng. Thình. Thình. Cả cậu Lộc đề coi cái gương mặt cậu trẻ hơn bà Tiền. Bây giờ hồi nữa là ở mà có cưới với nhau bà cho ở đâu? Thì ở đây. Hai đứa chấp nhận thì cho nền nhà nó ở. Cho nền nhà luôn hả? Ừ, cho luôn. Cho bà ở đâu? Thì à, nó ở chung luôn. Ở chung luôn. Mà sợ má nó không chịu. Mấy mẹ con rồi. Thì giờ vợ chào nó thương nhau hai đứa mà hai đứa chống tôi mặn tôi nuôi mì. Cũng như là bất kể đó ha. Ừ. Ở đây cho nền nhà đây. Không có nhậu nhẹt nè. Ừ, ở về đây mặn gì thì vợ chồng nó chung sống với nhau. Còn tôi cẩn thận tôi thì lo cho con mơ, con mi. Hai nha. Chồng mặn chống, ừ tôi lo mi. Ủa mà nghe nói như vậy là thấy là mẹ đã chịu rồi đó. Ừ. Cảm ơn mẹ đi. Phanh tay lại. Phanh tay lại. Cảm ơn mẹ. Thì ở nhà hai chồng bằng ăn. Thì phải chiều chuộng con mơ nó biết cái nó thì nó tâm cơn tiếng ngộ hồ ngọt với nó là nó phải là nó mê mà nha, nó mê chai lắm nó bị ngọt. Anh phải làm sao cho nó mê chai nó mê đi đó. Tôi nói thẳng gì à. Phanh tay lại cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn trước đi. Để cảm ơn trước hay rồi. Phanh tay lại. Cảm ơn mẹ. Biết bà dạy với chịu mơ không? Bà xuống dưới nó cọc cổ, bà đòn dữ mà. Bà kia chịu đó rồi. Chịu rồi. Trời ơi, mới chỉ cái vụ cây cao đó, uống cao đó. Là bà chịu rồi đó. Vụ uống cây cao cho con Lộc nó biết nè. Mơ thì nó khỏi mua viên thuốc hả? 60,000. Mấy gà ở nhà, thường không quay phim ở nhà cho mấy hầu không đi. Cho nó ở nhà, đi chợ gì nằm ngủ ca hát rồi vậy chợ. Nó đi đâu. Thấy rồi mẹ dễ không Lộc? Dạ dễ. Dễ ha. Dạ. Tôi nói cái ải mà mẹ vợ khó lắm á, nhưng mà mẹ này đã chấp nhận anh rồi đó. Dạ. Biết mà ăn được rồi à. Dạ biết. Anh Lộc rất là giỏi cô. Dạ. Anh đi làm giỏi lắm, làm kho giỏi lắm giỏi. Dạ, biết mà ăn chỉ thứ làm ăn nên mình bảo đảm mà đảm đương đời sống vợ con rồi ha. Ừ. Cho nó có cái... có vợ mình lo vợ. Dạ. Có cần lo ai cho vợ à. Dạ. Mợt này có sanh con gì không? Chưa có quyết định trước được. Quan trọng cái bây giờ trống thì chịu rồi ha, mà máy chưa biết nè, sao phải không? Máy đâu, phải không qua máy mới được. Ừ. Phải mẹ thì chấp nhận rồi đó. Cái máy có chịu đẻ không nữa mới biết không? Nè hỏi xin mẹ đi. Nói con cho con làm quen với Mơ đi được. Thì con tính với nhau luôn. Anh phải nói cho rõ để mẹ ba biết kìa. Chưa hỏi kìa. Vậy đó hả? Nhìn qua phanh tay lại. Cho mẹ biết kìa. Ông này phải dạy nha. Con mơ nó thành đời lắm. Mà trời ơi nó dê chai. Ai khỏi cần dê nữa. Nếu mà anh đủ đảm lĩnh mà anh lo cho Mơ được và đáp ứng cái chuyện kia cho Mơ được á, là Mơ hả là thương anh suốt đời luôn á, đúng không cô? Ừ. Đó. Vì cái muốn nghĩ cao người đâu. Mơ nó ham chơi, ham vui ông này ông nọ chứ vậy nè. Phải tung tăng hả? Nó ham đi chơi. Thì theo như cảm nhận của cô, nếu mà có người thương thật lòng và ở nhà luôn thì chắc Mơ cũng không có đi đâu hết. Điều tôi nói ra mẹ nó, tôi nói ra kỳ. Yeah. Thiệt à, cái đó tôi nói thật sự thật. Nó mê, nó làm đi chơi, nó ngọt lắm. Thế bữa nay có 200 hết, 300 mua bánh trò chơm chùa ghiền người này người nọ. Đó, ngày qua còn có 50,000, ông nội bán với số cuộc tay vô cho 20 còn 30. Cho anh ta luôn. Cho anh ta.
Tánh đốc à? Ừ, ta nói ta mua cái gì chờ ở chỗ nhà chờ cho ông đập cho ông thương. Thì bà đi lông bông chủ là cái chuyện kia. Bây giờ cái chuyện đó là có anh Lộc anh lo rồi. Bà lo là bà thương người lắm. Bà thương người lắm. Bà cũng cho cho nó. Ai cũng cho làm phước đó. Nó không phải dừng ta là tiền bạc nó vũ lắm. Có nhiều là mua đồ đạc cho này kia nọ. Anh cá quay mắt, qua nghe được mẹ lắm. Nói chuyện rồi mình quay qua kìa. Ừ. Đúng rồi đó. Tôi thấy mẹ bước vô nhà ăn tiền rồi bước ra không có nói chuyện gì trơn. Ra xách lối bảo hiểm lên xe chạy về. Rồi đứa con tiền nhỏ nhỏ nó ôm nó hung này kia nọ. Đứa con nhỏ nhỏ. Đó giờ là mẹ có theo dõi trơn rồi đó. Trời tôi coi dữ lắm chứ. Rất là thương anh Lộc. Nhiều cảm nhận của cô nói về cái giữa anh Lộc với ông Kiểm á. Cái bề á là tôi nói không phải nó con mơ, phải nó ổn định đàng hoàng, nó ở với cậu này là nó cậu này có tương lai mà nó tương lai cậu này có nhà cửa hen. Yeah. Đi mà mướn mơ rồi cơm nước, ngặt mơ nó đông bông đông bông. Còn bà tiền thì nào ngay hai đứa con. Rồi á mướn nhà trọ nó tôi thấy ba thanh nói ra là lên clip này nói ra mấy ông này hỏi tại sao một tháng mà kiếm được chồng. Không phải, bà không phải, bà kiếm chồng là đừng nói hoàn cảnh ba đàn người bà ham dụng dương dục. Kiếm chồng đã nuôi con tiếp bà. Dạ. Chứ không phải là bà giúp đỡ, chứ không phải là kiếm mà kiếm không được. Bởi vì ta thấy, người ta thấy hai đứa con, người ta bỏ vé ta chạy chân. Dạ. Đó là nhận định của người lớn người ta cũng thấy rõ. Bởi vì không nhà trọ, rồi vô mướn nhà trọ ở, rồi nuôi hai đứa con. Không muốn nuôi nổi đâu, trời ơi, quá trời. Bà ế để biết đâu thấy vậy, nói những lời nặng nhẹ. Nói bà gì ông này, ông nọ là tội nghiệp. Mướn nhà trọ rồi nuôi hai đứa con không có ai vô đâu. Một đứa hai đứa nó buồn nhà trọ nó. Bây giờ tôi nghe mở máy được không? Giờ đang kiếm chồng cần cái nền nhà gì tiền cần cái nền nhà. Cần nền nhà có cái nhà nè, nhà có chỗ cho hai đứa con ở ha. Đang cho mẹ con ở. Dạ. Giờ có ông nào có cái nền nhà. Nền nhà với cái nhà. Đang ở chung sống với mướn nhà trọ giết mướn hết nổi rồi. Chắc mướn hết nổi rồi. Tôi nghe gõ ra. Tôi mốt nói chuyện với mẹ là dạ thưa đàng hoàng. Trời ơi, đó như tôi à nội nước điện không làm tháng tôi là 400 mấy gần 500. Dạ, nói sáng nó tắm trưa tắm chiều tắm nó tắm ngày 4-5 giấc quần áo giặt bằng máy giặt tôi giặt muốn chết dầu thơm chai này chai nọ đi ra ta nói nó nọ ngay nó nói chuyện bắt giác nó ở sạch sẽ nó chuyện không được đàng hoàng không định cho nó sạch sẽ thơm tho anh thích người sạch sẽ không anh Lộc thành thơm tho lắm nó sạch sẽ hơn bà tiền đó tôi dám bà đám á sạch sẽ quần áo ngày biết mấy bộ. Rồi bây giờ theo như cô nhìn thấy anh Lộc vậy đó, ảnh qua với cái bộ dạng này nè, tướng tá vậy nè, cô thấy sạch sẽ hơn? Thấy nó thấy sạch sẽ. Dạ. Rồi có tình yêu nữa thì thấy có sạch sẽ hơn nữa. Để sạch sẽ có người lo chứ nó không ai lo nó chân mà. Dạ, vậy là có mơ lo nữa đó anh Lộc ơi. Dạ. Có chị mơ lo chứ về đây cũng có mẹ vợ hữu hỷ. Nhìn sao cô nhìn tướng tá anh Lộc có... Thì thằng này nó bấn bá thằng Kiểm bậy hay nhậu nhặt tới ai, thằng này sạch sẽ. Xứng như chị mơ không? Trời ơi, chứng ông hai đứa nó có biết đâu. Nhưng mà cảm nhận của cô biết là cái tình hình sức khỏe của Mơ và cái nhu cầu của Mơ và cái người này có đáp ứng được hay không đó. Cậu này á thì nó nghe ăn nói đàng hoàng. Dạ. Mà con Mơ mười cậu chừng bảy. Đi vì nịnh ông mà lời lẽ mình không đầy đủ. Không phải ta cần tiền bạc lời lẽ ông đầy đủ nên bà ta chê. Dạ. Chứ là mình á là nịnh con Mơ thì nó ham ôm hung khít dê này kia nó chịu bốc thuốc lắm. Dạ. Nhìn ngậu vô củ hoài lan, nó không có chịu. Tôi nói thiệt con Mơ nó bấn bỉ. Là... Nó chưa dê, nó dê ta dê trước, nó dê trước ta rồi. Vậy là cô phải nói Lộc là phải chủ động lên. Mạnh dương lên. Lời lẽ mình cứ việc mình mẹ nói. Mẹ cho đó. Mình nghèo tiền, nghèo bạc, lại ăn tiếng nói mình đâu có nghèo. Thương thì cứ việc nói thương. Yêu cứ việc nói yêu. Chứ không có bẻn lẻn giống như chuyến vừa rồi. Nó phải, nó phải coi xe chở đi chơi đồ đầy nàm chứ. Đó, thấy chưa? Mở lời luôn rồi đó. Lộc cái này về chở chị Mơ đi chơi nha, lấy chiếc xe mình đi chở chơi nha. Bữa hứa nói với con á, con nói để con chở qua đó, anh nói thôi để anh đi một mình. Nhưng mà không biết chắc ngại chuyện gì đó. Không có đi, bà Mơ với chồng không có đi. Bà về tẩu, bà nấu cơm, bà vừa bà ca, bà hát, bà hồi chút nữa anh Lộc em tới, anh Lộc em tới nó phe hết trơn cả chớm mà con đâu có đâu. Thấy chưa, phải anh qua nữa là có chuyện rồi đó. Phe cả sớm luôn. Rồi Mơ phe cả sớm luôn. Con mê nó, Mơ nó phe lắm. Phải chút lên Lộc qua hả? Nói chút qua. Tôi biết bộ tôi khùng cho tôi nó dễ dòng dịu quá. Tôi biết. Con Mơ mừ ông này cũng 8. Mà đi. Mà nhiều khi mà hai ta... người đó với nhau đó cô. Là nó giống như là lẽ. Nó... Cô nói về cái mảng kia đó. Là hai người có khả năng nó sẽ... Tương đồng lại hả? Nó
phục hồi lại được nhiều lắm đó nha. Không, bị gì đâu nói cậu này nè, bị gì cha mẹ không có ở gần gũi, không ở chung, rồi thành ra ăn uống nói chuyện bắt qua lợi nó không có bình thường, nó không có sáng xuống như người ta. Đúng. Ngự nơi ngự ngã thì đi vô quán nấu cơm ăn hay đi đầu này nọ chỉ bằng biết kiếm tiền thôi à. Dạ đúng. Không có tiếp xúc như thành ra người ta. Không có lời. Không có lời lẽ mình nói nào ngay. Nói nào ngay chứ không phải người ta cùng điên gì mà điều tại người ta thiệt thà. Em thấy quý quá trời luôn anh Lộc. Vô con mơ nó ai mà bị con mơ được. Quá hiểu anh luôn rồi đó, là thông cảm cho anh và biết cái hoàn cảnh của anh luôn rồi đó. Đó trời ơi bà mơ quá em ơi. Sao? Bà ta nó văn ôn võ luyện. Ừ. Mà văn hôn võ hôn luyện thì thành vô hơn. Tới ngày bà chéo giết bà nhuyễn bà quen rồi. Anh cũng chéo chéo luôn đó. Thì anh cũng thường chéo chéo luôn. Sao con mơ nó nói 10 con tiền chưa được 5 đó. Dạ. Tiền đó nó chuyện, tôi biết. Mơ nó nói đáo mới trượt nó này kia nó gì hay lắm. Vậy chưa bà tính đi. Con quen rồi làm quen, con này xải thì quét lá đá thôi. Tiền ít nói chuyện tôi thấy đó. Tiền. Một con rồi, tiền một con nhỏ lớn thôi. Một con một cút. Nhà nó giàu lắm. Điện nó có rút được không cái gì không? Gì? Giàu lắm. Gì? Không có mà biết kiếm nó trong nó có hả? Mà không ai nhìn nó chứ. Mà nhỏ vậy. Rồi thôi bây giờ nè, anh chưa nhìn nó chứ. Nhưng giờ là có. Anh nói đi, anh xin phép mẹ đi. Là cho con quen với mơ. Anh nói lời với mẹ đi. Rồi giờ biết mơ có về không anh? Về. Về. Bây giờ anh xin phép mẹ đi rồi mình mới có những cái cuộc nói chuyện với mơ. Tại vì mơ vẫn còn mẹ đó. Thì bởi vì tiên chủ hậu khách. Lại nhà là khách, chủ nhà là trước tiên mới tới khách. Đúng rồi. Đó. Bây giờ gì đó mình phải quay qua đàng hoàng. Đó mình phải là ra mình phải là hỏi người lớn trước. Đúng rồi. Đó. Rồi quay qua cái đàng hoàng. Thưa mẹ làm sao đây, cho con làm tìm hiểu mơ hay sao đây. Nói rồi. Nó nói đang quay lên mạng luôn ha. Không. Ở đó không, cái này bây giờ giống như là mẹ đang trong kìa. Muốn đi vô quen con gái người ta là phải gặp ngay mẹ nói chuyện xin phép trước. Rồi mẹ ok rồi đó, lúc đó là hai đứa nó được cái sự thống nhất của mẹ rồi đó. Nói chuyện qua lại đàn tôi cũng mơ nó biết, nó nói trời ơi anh Lộc này nói chuyện với cha mẹ phun phép đàn hoàng tế đáng thương, nó không thương ít nó cũng thương nhiều nữa. Đó. Rồi nói chuyện không nói chuyện với nó khù khờ nó chê nó không ưng. Vợ bả dạy luôn thấy không? Rồi xin phép mẹ đi. Không nói chuyện với nó khờ không biết ưng nữa. Nó lanh lợi, nói chuyện đàng hoàng đó. Rồi. Xin phép mẹ đi. Rồi đợi mơ về cái nữa là hai người trò chuyện với nhau. Cứng lử rồi. Biết rồi mà. Lử lử rồi. Con lụm mơ. Ông này giờ đi phải có người thầy giáo dạy học trò kêu lên bảng đọc từ chữ được chứ. Huấn luyện của quyến liện mơ thêm mới được rồi. Thôi cái này sẽ đợi con mơ về dạy dỗ được. Đúng rồi, đúng rồi. Mình nói nó không chịu con mơ. Có, quý vị cũng mơ biểu gì nghe lại nói chưa. Thôi cũng đợi mơ về đi xem như cái tình tiết tiếp theo ha. Chờ mơ về đi chứ bây giờ mình nói nhiều quá nó nhiều khi nó cũng không có ấy nữa. Nó nói nhiều quá nó mình nói mình nó chàm hiếm mất hay. nó mất hay á. Mà coi như là biết mẹ chịu rồi phải không? Rồi vậy đi. Rồi. Ok. Ok.